Thưa quý khán giả, lem lép hạt là bệnh hại phổ biến trên lúa do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân quan trọng là do nấm hại tấn công lúa giai đoạn trổ. Vậy, làm thế nào để phòng ngừa hiệu quả bệnh hại này? Cán bộ kỹ thuật và bà con nông dân có những kinh nghiệm chia sẻ như sau. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Hiện tượng lem lép thật ra là nó đã xuất hiện trên ruộng trước khi giai đoạn trổ, nhưng mà khi lúa bắt đầu đang chuẩn bị trổ hoặc là nó mới bắt đầu tấn công vào và đến lúa trổ ra thì nó là một cái giai đoạn tập trung gây hại của các cái loại nấm gây bệnh trên cái lem lép hạt trên cái đồng ruộng, kể cả vi khuẩn. Chúng ta chỉ có phòng bệnh là cái hiệu quả tốt hơn là cái trị bệnh. Chúng ta phun một lần là giai đoạn lúa trổ sẹt, tức là gọi là giai đoạn trước trổ đó, thì lúa trổ khoảng 5-7%. Còn cái giai đoạn sau khi lúa bắt đầu trổ đều, chúng ta phun lặp lại một lần nữa. Nhưng mà một cái đặc điểm lưu ý là do tổng hợp của rất là nhiều cái loại nấm gây bệnh. Ví dụ như nấm đậu ôn cũng tấn công trên hạt nè, đốm nâu cũng có nè, rồi nấm gây bệnh thối bẻ lá cờ nè, vân vân. Kể cả cái vi khuẩn đen lép hạt lúa. Như vậy thì chúng ta chọn cái loại thuốc trừ nấm bệnh mà có phổ rộng, tức là cái phổ tác động rộng, tức là nó sẽ trị được nhiều cái nhóm nấm. Còn nếu như cái vụ hè thu thu đông, nếu như chúng ta thấy là có cái triệu chứng của cái vi khuẩn nữa, thì chúng ta có thể cộng thêm một cái loại thuốc đặc trị của vi khuẩn. Giai đoạn mùa mưa là một cái điều kiện rất là thuận lợi, đặc biệt là cái bệnh đốm văn và lem lép hạt gây ra trên cái cây lúa của chúng ta. Thì để quản lý tốt được cái bệnh đốm văn cũng như là lem lép hạt thì một cái sản phẩm rất là quen thuộc với bà con nông dân chúng ta đó là cái sản phẩm Amitatop. Thì Amitatop là một cái sản phẩm chính hiệu từ Syngenta sẽ quản lý rất là tốt và rất là hiệu quả cho cái bệnh đốm văn cũng như là cái bệnh lem lép hạt ở trên cây lúa của mình. Và để mà quản lý tốt được cái bệnh đốm văn cũng như là bệnh lem lép trên trên cây lúa của mình thì bà con chú ý những cái giai đoạn. Thì về phía công ty khuyến cáo bà con chúng ta sử dụng Amitatop ở hai cái giai đoạn chính, là cái giai đoạn thứ nhất là ở giai đoạn đồng một ly và ở cái giai đoạn thứ hai là sau khi lúa chúng ta trổ đều. Và bà con cũng lưu ý thêm là trong cái điều kiện mà cái mùa mưa như hiện tại thì bà con thấy rằng cái đậu ôn cũng là một cái đối tượng, đặc biệt là cái đậu ôn cổ bông ở cái giai đoạn sau. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái Amitatop thì bà con cũng lưu ý trên ruộng mình nếu có áp lực về đậu ôn, bà con cũng có thể cộng giữa cái Amitatop và cái Filia để mà chúng ta quản lý cùng lúc nhiều cái đối tượng bệnh hại quan trọng ở trên cây lúa của mình. Và khi mà bà con sử dụng cái Amitatop thì bà con lưu ý chúng ta sử dụng đúng cái liều lượng của công ty khuyến cáo đối với bà con chúng ta. Đó là cái liều là nửa lít cho 1 hecta. Thì với cái liều lượng và những cái thời điểm phun như vậy thì Amitatop sẽ giúp cho bà con chúng ta phòng trừ hiệu quả cái bệnh đốm văn và lem lép hạt lúa. Tức là đang chuẩn bị, tức là bước vào giai đoạn đồng là nha, tôi sẽ xịt trước. Ngoài cái lần thứ nhất là làm sạch để cho nó làm đồng, nó là sạch trước là ngay khi làm đồng, và lần thứ hai thì trổ khoảng 60%, cái vàng lá nó mượt và nó xanh. Nếu Amitatop phun đó là cái vàng lá là nó xanh mà nó mướt,